nhằm góp phần chung tay cùng chính quyền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Xuân vừa tổ chức phiên chợ không đồng hỗ trợ 250 suất lương thực, thực phẩm cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đối tượng được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường hỗ trợ là những phụ nữ buôn bán tự do, đang ở trọ, giáo viên các nhóm trẻ tư thục, hội viên phụ nữ đau ốm thường xuyên. Qua khảo sát, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường hỗ trợ cho 150 chị em có hoàn cảnh khó khăn thuộc nhóm đối tượng trên. Mỗi suất hỗ trợ gồm có gạo, mì tôm, rau quả và gia vị với tổng giá trị 250.000 đồng. Kinh phí thực hiện chương trình từ nguồn vận động trong hội viên, phụ nữ phường và một số nhà hảo tâm. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng đã vận động mạnh thường quân, rồi các chị chi hội phụ nữ trên địa bàn phường. Bên cạnh đó thì cũng đã các chị chi hội cũng đã là vận động các cái nguồn mà tiết kiệm để là cùng chung tay hỗ trợ cho hội viên phụ nữ nghèo. Lồng ghép trong chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Xuân đã phát sổ tay nhật trình an toàn mùa dịch cho các chị em phụ nữ nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của phụ nữ trong việc ghi chép nhật ký di chuyển, tiếp xúc hàng ngày để hỗ trợ công tác điều tra, truy vết, phòng chống COVID-19.